rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối thác, vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên sao mãi cả. Ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, dưới ta vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Lánh nhân hoa chào tôi, chào người bạn ơi. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, rộng lớn nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày nay mặt trời rạng người vươn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối thác, vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên sao mãi cả. Ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Những chuyến đi dài, suối thác, vượt núi dốc, dù tranh vênh
dần càng đi xa, ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về, cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày nay mặt trời rạng ngời vươn cao lên từng trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Hello. Lên theo sau sách thôi. Sau à? Thích không? Thích không? Thích không? Đâu, đưa lên má nào, đưa lên má nào. Nâng niu. Ê, nó có cái in màu hồng. Đâu em? Đây nè. Wow. Ở Vina chắc không có được nhỉ? Vina là màu xám. Tại còn em? Đây em ghi tên gì nhỉ? Cái tên em đâu? Cái tên em nó hay lắm. Đâu, anh cái nha. Đấy. Nào đọc tên nào, đọc tên nào. Là Mai Chi. À, Mai Chi. Ok. Chào tất cả mọi người. Tên là Lê Minh Long. Anh từng là học sinh lớp 12A1 trường Thị Điểm Hạ Long. Hôm nay anh đang đứng tại trường Đại học Quốc tế Thái Bình Dương IPU. Anh sẽ nói cho các em một vài nét về trường. Chúng ta quay sang bên này. Về phía sảnh cổng trường. Đó là phòng tập gym. Và quay sang bên trái, nhà ăn. Trên này cũng có thêm một nhà ăn nữa. Và đây, cái đồng hồ to tướng này. Chính là sảnh, nó cũng là sảnh chính của nhà trường này. Và hiện tại thì anh đang học ở khóa bệnh ca. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Thái Hà. Em năm nay là học sinh năm nhất của trường đại học IPU. Em đến từ trường trung học phổ thông Việt Đức. Em đã sang bên này là được 1 năm rồi. Cảm nhận của em ở trường IPU là em rất thích không khí và môi trường ở đây. Các thầy cô rất là nhiệt tình, trường rất là đẹp. Nhất là vào mùa xuân kỳ khai giảng thì hay ở bên này có trồng rất nhiều cây hoa anh đào và em rất thích khung cảnh như thế. Và môi trường học ở đây rất là tích cực. Và em nghĩ là đây là, em nghĩ là việc em chọn IPU là một quyết định đúng đắn. Em có thể nói một đôi câu tiếng Nhật để có thể gửi đến các bậc phụ huynh cũng như là các bạn bè xem video này được không ạ? Minasan, ohayou gozaimasu. Edo, ima kara watashi wa isshokenmei benkyou shite iru desu. Minasan mo ganbatte ne. Make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. I